Ngày 12 tháng 7 năm 2023, Quỹ ban nhân dân phường Vĩnh Quân tổ chức tổng kết lớp năng khiếu hội họa hè miễn phí dành cho các em thiếu nhi năm 2023. Qua 4 tuần tham gia lớp năng khiếu hội quà hè, 41 em thiếu nhi được giáo viên hướng dẫn về kỹ năng tô vẽ, xử lý màu, hình khối, đề tài hội quả. Qua đó tạo môi trường vui chơi, học tập giúp các em làm quen với sinh hoạt cộng đồng, rèn các kỹ năng sống và kỹ năng giao tiếp, đồng thời giúp các em thể hiện niềm đam mê về mỹ thuật hội quả.